Còn lúc này, các tỉnh Tây Bắc cũng vào cao điểm thu hoạch mận chính vụ. Là loại quả chủ yếu ăn tươi, nên khi dịch COVID-19 xuất hiện, thị trường bị tác động ngay lập tức. Tỉnh Sơn La có hai vùng trồng mận chủ yếu là Mộc Châu và Yên Châu. Tổng diện tích khoảng 11.000 hecta, sản lượng ước đạt 65.000 tấn. Vụ mận ở Phiêng Khoài do thời tiết thuận nên sản lượng quả năm nay tăng rất mạnh. Nhưng được mua không có nghĩa là sẽ vui. Rất là lo, bởi vì thứ nhất là sợ mưa đá, thứ hai là ở ngoài kia có rất nhiều quả cho nên rất là khó tiêu thụ, sợ không tiêu thụ hết trong tháng 6 này. Tại chợ mận lớn nhất vùng biên này, giá cả chỉ còn một nửa so với năm ngoái. Tỉnh Sơn La hiện còn gần một nửa sản lượng chưa tiêu thụ nên sức ép về giá tăng từng ngày. Nói chung là hàng đẹp thì 10.000, hàng thì vẫn được 15.000 hàng ngố. Còn 7.000, rồi 5.000, 3.000, 2.000, 1.000 cũng có, 1.500 cũng có. Bà con rất là khổ vì mận năm nay. Nhiều nơi không có người mua. Chúng tôi cũng đương mong muốn là làm sao các cấp với chính quyền tạo điều kiện làm sao quảng bá thương hiệu cho quả mận của chúng tôi xuất khẩu được nước ngoài một tí thì tốt quá. Trong bối cảnh thị trường truyền thống của quả mận đang phải đối phó với đại dịch, thì giải pháp điều tiết sang các thị trường xa hơn đã được nhiều cơ sở tính đến. Xe này là sẽ đi vào Quảng Bình, Quảng Trị, rồi từ đấy lan tỏa ra khắp miền Trung đấy. Mấy cái thị trường miền Trung này là thị trường mới. Có kiến nghị với tỉnh là sẽ tiêm phòng dịch cho người lái xe và sau đó là Sở Công Thương như Sở Giao thông là cấp thẻ để cho người lái xe có thể là an toàn vận chuyển đi các tỉnh dưới xuôi. Tại Yên Châu, không khó để có thể bắt gặp những vườn mận giải vụ, nghĩa là trên cùng một cây có tới 4 lứa thu khác nhau. Điều này đã góp phần không nhỏ giảm áp lực về giá. Mận VIP đấy thì vẫn bán được giá qua cái kênh online, qua thương mại điện tử. Thế nhưng mà nếu mà cái sản phẩm xô thì là rất là rớt giá. Thế thì hợp tác xã cũng đang xây dựng một cái kho lạnh là 500 khối và một cái cơ sở để sấy dẻo quả mận này để giảm cái nguồn cung đi để đảm bảo cái giá trị. Chúng tôi đã kiến nghị với Bộ Công Thương là tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh về kết nối quảng bá thị trường và đàm phán để đưa các mặt hàng nông sản của tỉnh Sơn La được xuất khẩu chính ngạch. Ví dụ như sản phẩm mận Sơn La chúng tôi là chưa có cái xuất khẩu chính ngạch thị trường Trung Quốc. Vì vậy Bộ ngành Trung ương phải tính toán là các sản phẩm chủ lực thì đàm phán với các nước để đưa cái sản phẩm chủ lực này thành xuất khẩu chính ngạch, nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo cái đầu ra sản phẩm. Thứ hai nữa là tập trung mạnh mẽ kết nối cái thị trường của chúng ta trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Vì lúc này không còn là lúc mà chúng ta tiếp tục đi bán lẻ hay là bán buôn nữa, mà chúng ta thấy là dịch bệnh Covid chúng ta cũng phải tiếp tục để xử lý và sẽ còn lâu dài. Vì vậy chúng ta phải tập trung đẩy mạnh lên các sàn giao dịch điện tử để sản phẩm của chúng ta là sẽ có cái mặt ở các thị trường. Lúc này tại Mộc Châu cũng đã có hai hợp tác xã triển khai chế biến mận sấy. Sản lượng chế biến năm nay gấp đôi năm ngoái để chia sẻ những khó khăn do bán tươi. Việc có thêm những cơ sở chế biến như thế này là thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Còn với quả nhãn, dự kiến sản lượng năm nay của tỉnh Sơn La là 100.000 tấn. Nhãn Yên Châu mặc dù vụ thu hoạch chậm hơn các vùng khác một tháng, tức là phải đến tận trung tuần tháng 8. Nhưng ngay từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, nhiều nông dân ở đây đã tính đến giải pháp chế biến long nhãn và can thiệp bằng kỹ thuật để kéo dài thời gian thu hoạch. Khoanh cây đó là để chúng tôi siết cái nước để giảm cái dinh dưỡng lên cây để nó kéo dài thời gian, và hai nữa là khi mà giảm cái đấy, tác động được cái đấy rồi thì đến cái lúc mà từ cho phân chúng tôi phải tính làm sao để cái thời vụ làm sao mình phải chậm lại, tất cả mọi thứ chúng tôi đều phải làm chậm lại một chút. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi phải giảm bớt cái lượng quả trên cây đi. Ví dụ như là đáng nhẽ là cái cây một tạ thì bây giờ chúng tôi chỉ để 70kg thôi. Sơn La là địa phương đứng thứ hai cả nước về diện tích trái cây với gần 8.000 hecta. Không chỉ mận, từ nay đến cuối năm là cao điểm thu hoạch của nhiều loại nông sản. Không để bị động, ùn ứ, ngay từ đầu năm, những giải pháp căn cơ đã được địa phương tính đến. Chúng ta sẽ có cơ chế để hỗ trợ cho các hợp tác xã để mua các công lạnh khoảng 40 feet. Công lạnh 40 feet thì sẽ trữ khoảng 25 tấn. Như vậy là nếu chúng ta mua được số lượng công lạnh lớn thì sẽ trữ được cái lượng nông sản lớn. Thứ hai nữa là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng đã đồng ý là hỗ trợ từ nguồn cái đầu tư công của Bộ để cho Sơn La xây dựng 5 cái điểm kho lạnh, bao gồm cho cả Doveco và cho cả các cái hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. Và hiện nay thì Doveco đang tiến hành xây dựng nhà máy rất là nhanh để đảm bảo tiến độ 15 tháng 8 này sẽ vào hai chế biến hai dây chuyền đầu tiên cộng với hệ thống kho lạnh của Doveco.
Nhóm đề nữa là các hợp tác xã thì chúng tôi sẽ hỗ trợ trên tinh thần nghị quyết 128 và hỗ trợ khẩn cấp để thực hiện, đó là mua các kho lạnh về để làm gì? Để trữ nông sản, để giảm cái áp lực thời vụ và giảm áp lực về giá và đưa vào chế biến. Nhóm đề thứ ba nữa là chúng tôi tập trung rất cao cho chế biến sâu đối với sản phẩm long nhãn. Ví dụ như 100.000 tấn long nhãn thì chúng tôi sẽ đưa vào 40.000 tấn để chế biến. Với nay chúng tôi có 501 là hợp tác xã doanh nghiệp chế biến sản phẩm long nhãn và chúng tôi sẽ nâng cao cái chất lượng để chế biến long nhãn, và cái chế biến long nhãn sẽ có cái quan trọng là sẽ sau này sẽ đưa ra tiêu thụ sau khi mùa vụ nó đi qua, thì như vậy nó sẽ giảm áp lực trong cái tiêu thụ. Và kèm theo đó là chúng tôi đang tập trung cho một cái việc nữa, đó là cái kết nối các thị trường các tỉnh, để khi mà chúng ta có thể chuyển các tỉnh và các cái cơ sở mà hiện nay ví dụ như cánh đồng vàng của Lạng Sơn là có cái công nghệ bảo quản rất là tốt, thì chúng tôi kết nối với cánh đồng vàng để hỗ trợ cho tỉnh Sơn La xây dựng cái công nghệ bảo quản để đảm bảo được là cái bảo quản nông sản tỉnh Sơn La trong giai đoạn tới. Phòng dịch nghiêm ngặt để đảm bảo sản xuất là nhiệm vụ sống còn của bất cứ nhà máy chế biến nông sản nào thời điểm này. Một ngày công nhân sẽ phải kiểm tra sức khỏe 3 lần. 500 công nhân được chia thành nhiều ca duy trì hoạt động 24/24. Sau 10 tiếng vận chuyển, những trái xoài của tỉnh Sơn La đã có mặt tại nhà máy. Ba kho lạnh đã được chuẩn bị có thể trữ một lúc lên tới 400 tấn. Xoài được trữ cho đến khi đủ tiêu chuẩn đưa vào chế biến. Xem là tình hình độ chín của nó thế nào. Tôi cũng đã mang cái mẫu xuống kiểm tra hàm lượng đường và hàm lượng đường là đang là 16 độ BX. Đưa cái lô này về sản xuất chế biến cho anh cái. Đây là năm thứ hai của xoài Sơn La được đưa vào chế biến thành các sản phẩm như xoài đông lạnh, xoài puree xuất khẩu sang châu Âu. Công nghệ chế biến năm nay đã có những thay đổi khi doanh nghiệp đầu tư để nâng công suất. Cái chuyện này thì chúng tôi nhập hoàn toàn từ Italia, công nghệ của Italia. Mỗi máy này thì chúng tôi nhập hai máy, mỗi máy công suất là 2 tấn một giờ đối với xoài. Và máy này có thể quạt được dứa với công suất là 3 đến 3 tấn rưỡi một giờ. Thì một ngày trung bình hai máy có thể gọt được trung bình là 40 đến 50 tấn một ngày đối với xoài và khoảng 60 tấn dứa. Tăng tốc chế biến không chỉ do Covid-19 mà còn do đơn hàng nhà máy đã ký với đối tác từ cuối năm ngoái. Hiện sản phẩm xoài gọt vỏ, cắt miếng rồi cấp đông đang xuất khẩu rất tốt tại thị trường châu Âu. Do có thể giữ sản phẩm được từ 1 đến 2 năm nên doanh nghiệp hoàn toàn chủ động về giá và giao hàng. Với cách làm này, việc thu mua ở các vùng nguyên liệu để chế biến sẽ được tăng mạnh ở các địa phương như Sơn La, Bắc Giang, Hải Dương. Còn lúc này khi mà mùa thu hoạch vải chính vụ đã bắt đầu bước vào cao điểm thì tại nhà máy này, lượng vải một ngày chế biến có thể lên tới 250 tấn. Và vải tươi từ khi cắt ở trên cây xuống trở về nhà máy, đưa vào chế biến để đảm bảo chất lượng thì chỉ được gói gọn trong vòng 10 giờ đồng hồ. Từ nguyên liệu vải tươi sẽ tạo ra 5 sản phẩm là vải nguyên cùi đông lạnh, vải nguyên quả đông lạnh, vải đóng hộp, vải puree, vải cô đặc. Những sản phẩm chế biến này luôn được khách hàng đón nhận. Năm nay, nhà máy này đặt mục tiêu chế biến khoảng 5.000 tấn vải và hàng nghìn tấn các nông sản khác. Chúng tôi luôn xác định là cả một năm sản xuất thì có cái thời điểm chính vụ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì là cái thời điểm quyết định cho cái sản xuất của cả năm, nên chúng tôi đang tập trung hết sức. Cùng với các doanh nghiệp lớn như cơ sở chế biến nhỏ, hợp tác xã cũng đang tất bật vào vụ. Chế biến mận sấy, long nhãn đang được trông đợi là giải pháp để giảm áp lực về giá khi bán tươi. Cơ sở này đã tăng sản lượng chế biến lên gấp đôi năm ngoái khi nhìn thấy cơ hội thị trường xuất khẩu. Chúng tôi ở trên này là đã xuất khẩu được sang ví dụ như là Nhật này, Hàn Quốc này, Trung Quốc này. Những thị trường đấy họ đã đến đây rồi. Họ đã đánh giá sản phẩm và đã gửi mẫu cho người ta rồi. Hiện cả nước có khoảng 7.500 doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản quy mô công nghiệp gắn với xuất khẩu và hàng vạn cơ sở chế biến nhỏ. Sự tăng tốc của mỗi nhà máy cơ sở chế biến thời điểm này không chỉ giúp tiêu thụ nông sản mùa vụ mà còn là cơ sở để Việt Nam đón được những cơ hội thị trường hậu Covid. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 tháng đầu năm nay, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhiều mặt hàng nông sản tăng trưởng khá đồng đều. Kể cả những mặt hàng mà năm ngoái khó tiêu thụ thì năm nay đã có sự bứt phá đáng kể như là cao su, chè, rau quả, hồ tiêu, cá tra. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu nông sản của nước ta 5 tháng qua đạt gần 23 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản
vẫn là 4 thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các nước châu Âu đang trên đà kiểm soát đại dịch COVID-19 ngày càng tốt hơn. Vì vậy, khối thị trường này sẽ hoạt động trở lại và nhu cầu nông sản sẽ tăng cao. Đây là cơ hội để xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam sang châu Âu có khả năng bứt phá trong nửa cuối năm nay. Và để tận dụng cơ hội này, bên cạnh các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản, xây dựng hệ thống thông tin thị trường hai chiều thì logistics và kho lạnh trữ nông sản đang là một đòi hỏi cấp thiết.